everyone. This is Uyen filming from the Mekong Delta of Vietnam. Today I'm supporting a fascinating farmer TV show named The Modern Farmers. And now I'm going to show you some very interesting moment of the TV show that I recorded. This show is produced by the Vietnam television station and broadcasted on VTV channels. Especially, it receives the great support and collaboration of the National Agricultural Extension Center, local governments, scientists, and a special sponsorship of the Binning Fertilizer Jones Stock Company. Especially, participating in the shows are farmers, representatives of all 13 provinces in the Mekong Delta who experience practicing the rice cultivation models for climate change adaptation. No, climate change has been causing huge effects on many different parts in the world, especially in Vietnam. The tác động của biến đổi khí hậu tới sản xuất lúa của đồng ruộng long thì nó rất là rõ rệt rồi. Những năm gần đây thấy thứ nhất là cái mùa mưa, mùa nắng nó cũng không được rõ ràng như trước, thì nó tạo ra một cái vấn đề thiếu nước, bị khô hạn trên đồng ruộng, rồi từ khô hạn đó thì nước biển nó tràn vào, nó làm mặn hóa, ảnh hưởng rất nhiều. The TV show The Modern Farmers is to raise the awareness of the farmers in the country on the effects of climate change into agricultural cultivation. It is also to share the experience of the leading farmers in the Mekong Delta applying innovative farming techniques to rice cultivation for climate change adaptation. Mới cái vừa tiết kiệm nước và thứ hai nữa là nó giúp chúng ta giảm được cái phát thải khí nhà kính. Chương trình canh tác lúa thông minh mong muốn bà con giảm lượng giống gieo xạ xuống còn 80 kg giống cho 1 hecta, và 13 tỉnh đồng bằng sông Cửu Long đã hưởng ứng cái tiến bộ kỹ thuật này và đã đạt đến những cái thành công rất là rực rỡ, trong đó là năng suất tăng lên từ 300 tới 600 kg hecta và giảm được cái áp lực sâu bệnh, và đặc biệt là tận dụng được cái dinh dưỡng, ánh sáng và nước. One of the things that I'm very amazed about this competition is that how the farmers are so knowledgeable about all technical things and climate change as well. And there are three parts of this very fascinating, challenging and active competition. Đây là một giải pháp giúp cân bằng sinh thái trong canh tác lúa. Chữ L và chính xác là ruộng lúa bờ hoa. Vâng, xin chúc mừng tôi chơi. Mà bây giờ tôi hỏi cô rằng, cô gọi tôi tới đây để làm cái gì? Xin quý anh cho biết tác hại của việc đốt gom gạo ngoài đồng ruộng. Show này thì tuyên truyền cho người nông dân thấy được những cái kỹ thuật canh tác tiên tiến mới, thích ứng với lại như thế nào, người ta từ từ người ta nắm bắt, người ta làm cùng thực hiện. Tôi là Trần Văn Tư, thì ở tỉnh Hậu Giang. Hôm nay thì cũng được ở chương trình đến đây để gọi để có cái giao lưu, rồi để có tham khảo, rồi để có một chút là để thi cử với nhau. Qua cái vụ lúa canh tác lúa thông minh thức biến đổi khí hậu, thì đối với tôi thì tôi rất là tâm đắc. Thì sau này sẽ ngoài cái chương trình này rồi thì sau này sẽ phổ biến nhiều hơn nữa, và nó sẽ lan rộng và dài dài nữa, chứ tôi không muốn dừng lại đây. Đến đây thì nó cũng rất là vui, và sau đó thì cũng được một phần quà, cũng có một phần may mắn so hơn với đội của tỉnh bạn. Thì từ đó đối với tôi thì cũng rất là phấn khởi và rất tâm đắc đối với cái chương trình này. Yêu lắm quê tôi, đất bên tre rợ bóng vừa xanh. Tại nơi đây một người ngồi mong đợi, ấp tâm sâu như mang nặng mối u hoài. Rồi lấy chén cơm thơm ngọt như chứa mẹ mắt ngọt đời con.
This is an overview of the Modern Farmers TV show. I hope you guys enjoy the video as much as I do. And one thing I realized is that our farmers in the Mekong Delta, they're super cute, super friendly, and super knowledgeable as well. I hope that there will be more programs like this to support, to accompany more farmers, not just in Mekong Delta, in Vietnam, but in many other places in the world as well. Thank you. I hope you enjoy this. And see you again, and goodbye. Goodbye. Goodbye.